Anh chị các bạn thân mến, bây giờ là khoảng tầm 4 giờ chiều tại Sài Gòn nha. Sài Gòn hôm nay thì do ảnh hưởng của thời tiết nên nó khá mát mẻ. Mình đang có mặt tại địa chỉ là 210 đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5. Đó, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái địa điểm bán bò bía rất là nổi tiếng tại con đường Trần Bình Trọng này. Cũng là một trong những con xe bò bía nổi tiếng ở quận 5 luôn. Bán cũng mấy chục năm rồi mọi người. Thì mình sẽ vào mình chia sẻ cho mọi người về địa điểm này nha. Thấy chú với cô đang cuốn bò bía này mọi người. Có đồ chua, có tương, đậu phộng. Và mình thấy có một cái thao củ sắn to đùng như đây. Củ sắn này. Còn đây là nếu mà mình mua đem về thì sẽ có đồ chua ở sẵn và tường nữa nè. Chú ơi, một cuốn của mình vậy là bao nhiêu tiền hả chú? 4.000 một cuốn. Dạ, 4.000 một cuốn này. 5 cuốn 2 triệu. Dạ. 10 cuốn 4 triệu. Sẽ ngồi ở trên vỉa hè như thế này nữa. Xe bò bía mình bán được lâu chưa hả cô? 25 năm rồi con. Dạ, được 25 năm. Là mình bán chỉ có một điểm này thôi hả cô? Chỉ một điểm thôi con. Dạ. Thường là mình bán khoảng từ mấy giờ hả? 3 giờ tới 10 giờ. Chủ nhật thì tư nghỉ nha. Dạ, chủ nhật là nghỉ rồi. Chủ nhật nghỉ ra khi nào lễ rồi đó là tư nghỉ mấy bữa lễ. Dạ. Ở đây mình bán tối thiểu là mấy cuốn hơn? Một phần 5 cuốn 20. Dạ, 5 cuốn 20 nghìn. Là thấp nhất là 5 cuốn đó, một phần vậy 5 cuốn thôi. Ở trong cái bò bía của mình là mình có những cái nguyên liệu gì hả cô? Tôm khô, lạp xưởng, yeah. Cải xà lách, cà rôn, yeah. Rau quế, đậu phộng, hành phi, yeah. Tương. Rồi tương thì mình xào nấu lên, yeah. Cuối cùng là có củ sắn nữa nè. À, củ sắn nữa, rồi chua. Cái hũ đỏ đỏ này là cô nói là tôm khô và ruốc thôi. Đúng rồi, thì gọi tôm khô và dạ. Gọi ruốc. Dạ. Ở phía dưới thì mình thấy có một cái vật lạp xưởng nè. Tôm khô ruốc thì xong rồi trên sẽ ra. Thì qua cho chú bên kia. Xe bò bía vỉa hè nhìn là cũng hai mươi mấy năm rồi. Cải luôn. Cải này cắt nhìn là đẹp không? Bò bía thì mình thấy ở Sài Gòn thì có khá là nhiều điểm bán luôn, thì mỗi điểm thì có một cái ngon riêng. Đó. Thì điểm này thì 4.000 một cuốn và bán cũng hai mươi mấy năm, chắc cũng là cũng có vị ngon đặc trưng gì đây. Tí để mình thử thôi. Ở quận 5 thì mọi người nói về xe bò bía ở Bình Trọng thì chắc ai cũng biết rồi. Nếu mà mình thưởng thức về ẩm thực
quan tâm về ẩm thực ha. Quay chơi thôi. Dạ. Lần nếu mà lúc bây giờ là 4.000, hồi trước là mình mở bán mình bán bao nhiêu cuốn? Đầu tiên này tư bán có 400 đồng nữa con. Từ 400 đồng là mình lên 4.000 tới bây giờ luôn. 400 đồng thôi. Dạ. Ngày này là của bà ngoại hồi xưa bán trước Hòa Bình đó là bà ngoại bán. Dạ. Má thì tư bán. Thì tư là bán thôi là nấu nghề. Mình bán hồi xưa giờ là tại địa điểm này luôn hả cô? À, trước Hòa Bình thì bán ở ngay đường An Dương Vương nè. Dạ. Rồi Hòa Bình lên này rồi tư bán trong này. Dạ. Nói nghề của bà ngoại. Từ người bà ngoại tới bây giờ là khoảng 3 đời không cô? 2 đời à con? Dạ, 2 đời. Nói 2 đời à? Là mà má của Tư á. Dạ. Trước là bán trước cửa đường Học Trung Thu á. Dạ. Ở đây một phần ít nhất là 5 cuốn mọi người. Và cô nói thì lúc trước là bán có 400 đồng một cuốn đó. Mình trải qua được 2 đời, 20 mấy năm. Hết không? 4 đồng hết không? No không cô? 5 cuốn đi rồi từ từ kế tới. Tính ăn 10 cuốn rồi cô nói chắc no quá, ăn 5 cuốn thử ha. Giờ mình sẽ ăn trước 5 cuốn. Ăn múc gà chứ? Dạ. Bây giờ mình sẽ ăn trước 5 cuốn thử như thế nào vậy? 5 cuốn thôi chứ nhiều mồi cuốn thì... Dạ. Không ăn gì à, ăn không ăn cơm chiều mới ăn được 10 cuốn. Còn ăn cơm chiều thì ăn 5 cuốn thôi. Dạ. Một phần của mình ít nhất là 5 cuốn rồi được. 5 cuốn thì 20 ngàn nha. Đó. Mình thử với ăn 5 cuốn này có no hay không nha. Ở đây là có nước chấm, còn có tương nè, hành phi, đậu phộng. Tương, hành phi, đậu phộng, chua chua. Đó. Thơm quá, thơm mùi đậu phộng kìa. Mình sẽ cho thêm một tí ớt vào để cho nó hấp dẫn, nó cay cay. Hay quá tay. Nó tay cay rồi mọi người, mình nghe cá nóc rồi, bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái phần này. Ui, thơm quá, thơm được không? Hôm nay mình đi quay có một mình thôi. Góc camera nó cũng cố định một tí mọi người. Cho em thông cảm nha. Ở trong cái bò bía, cái cuốn bò bía của mình thì phía ngoài mình thấy có lạp xưởng nè. Mình thấy có rau nè, có củ sắn nè, có ruốc tôm khô nè. Mình ăn thử coi như thế nào nha. Đó, đây là nước chấm. Hôm nay thì mình đi quay chỉ có một mình thôi. Đó. Thì mình ăn vào thơm cái mùi lạp xưởng nữa luôn. Thêm một tí nữa thì củ sắn mọi người. Nó như đang nó có được độ ấm á.
buổi sáng á thì mình ăn nó giòn giòn và nó có một cái vị ấm luôn, còn nóng buổi sáng là còn nóng nha. Cái tương á, tương thì ngon nè, ngọt. Tương cái này á thì ngọt, thơm đậu phộng, mùi chua nó ngọt, cái cay mình bỏ ớt hơi nhiều nó cay. Cái cuốn á có nhiều cách thì chấm, thì giúp cho mình cách thứ nãy mình ăn là mình chấm thẳng vào, cách thứ hai á mình rồi lấy muỗng mà mình đưa lên đây đó, mình muốn ăn đậu phộng mình đưa vào đó, hay cay một tí nha, nhưng mà được cái thì ngon. Anh chị các bạn mới hiện tại mình ăn hết 5 cuốn rồi, tính ăn 5 cuốn không no, nhưng mà nó không ngờ no không tưởng luôn. Mình nghĩ thì nó khoảng tầm 2 tiếng thôi mình sẽ đói tiếp á, ăn này thì mình ăn chơi thôi người, nhưng mà được cái thì 4 ngàn, giá cũng chấp nhận được ở khu quận 5 này. Xe bán thì cũng lâu đời, ở ngoài quận 5 thì còn có nhiều chỗ video ẩm thực ngon nữa, mình có đặt đường link bên dưới. Cái kênh này nào quan tâm thì mình có thể lướt vào xem nha. Một cuốn bò vía 4 ngàn trên vỉa hè Sài Gòn. Anh chị các bạn thấy sao thì xe về cái bò vía này thì mình tham gia đóng góp ý kiến ở phần bình luận phía dưới, nhiều ý kiến riêng của mình. Bây giờ thì xin mời bạn gặp lại vào video tiếp theo nha. Trời mưa rồi mọi người, mưa mà ăn cay quá. Xin mời bạn, bye bye bạn, gặp lại. Đây mình sẽ quay qua bên kia cho người xem nha. Có một cái cây to, một cái xe nó làm sao cái cây to đó. Đó. Ok. Mình thấy Sài Gòn mưa bất chợt. Vẫn còn ngồi ăn hồi nãy và bây giờ đã mưa rồi. Mình đang đứng ở trong cây dù đó. Bây giờ thì học sinh cũng bắt đầu về. Quay cho mọi người xem vài khung cảnh về buổi chiều về Sài Gòn mưa gió nha. Không có gió thì có mưa thôi. Còn như người đi xe máy ở Sài Gòn và khu vực Việt Nam của mình thì đều trang bị một cái áo mưa, có mưa như thế này.